Xin chào mọi người. Hôm nay là mùng 1 tháng 3 năm 2020. Em tên là Sa. Em ở Công Tâm. Số điện thoại liên hệ của em là 0938203714. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người, cái nhà em có một vài loại lan kiếm như sau. Chủ yếu là đa số hàng hôm nay là hàng kiếm Tiên Vũ nha mọi người. Kiếm bây giờ rất là khan hiếm và đặc biệt là giá thành cũng đã lên rồi. Chắc là khoảng thời gian tới thì kiếm sẽ rất là đắt và thậm chí là không có hàng để bán nữa luôn. Ở đây em là em quay trước là hàng xích ngọc nhé. Xích ngọc thì em có hai hình thôi. Hình thứ nhất đã là 100.000 nhé. Hàng xích ngọc là hàng bây giờ đây là có những cái dề nhỏ 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 như thế này này. Là 1 2 3 4 5, 5 dề ngày là 100.000 nhé. Và xích ngọc một dề to này 200.000 nha mọi người. Đã có một cái chồi hoa và bây giờ là nó tàn rồi nha mọi người. Đó. Nó tàn rồi. Ở đây thì nó đang lên mầm. Đấy. Cái mùa này là cái mùa ra hoa và lên mầm tơ rất nhiều nhá. Đấy, cái dề to này là 200.000 này. Đó. Rồi ở đây em có được ba hình lan kiếm, nó là địa lan. Mặt thu tứ thời lá nhỏ nha mọi người. Đó. Nó không phải là mặt xuân mà là mặt thu hoa rất đẹp. Em cũng bán 100.000 một hình thôi. Và một hình có những cái dề rời như thế này này. Đó, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 dề rời như thế này. Hình số 1 này. Hình số 2 cũng tương tự hình số 1 này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14 dề. Vì cái hình số 2 thì cái dề nó nhỏ hơn một tí. Nên là số lượng dề nó nhiều hơn. Đó. Nó cũng đang lên mầm nha mọi người. Đó. Rồi hình số 3. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dề. Đó. Số 3 nhé. Rồi. Ở đây em có kiếm Tiên Vũ này. Đây là kiếm Tiên Vũ Gia Lai. Cái hàng hôm nay thì em nói trước là nó gãy lá và tét lá cũng đa số là rất là nhiều đó. Tại vì là họ đi hái cũng rất là vất vả. Cái trúng cái cây mà nó bên bờ suối đó mọi người, nó nghiêng ra bờ suối và họ phải trèo lên cây thật cao và họ ném xuống thì nó không có còn lá nó nguyên vẹn được. Có một vài lá nó gãy thì em cũng cắt đi đó. Còn lá nó tét nữa nha mọi người đó. Nhưng mà chủ yếu thì mình về mình lấy giống thôi. Kiếm Tiên Vũ là một loại kiếm hoa cực kỳ đẹp, hoa to, cánh to và màu sắc thì cũng rất là đa dạng đó. Nó là một loại kiếm vô cùng đẹp và quý hiếm, đáng để chúng ta sưu tầm này. Hình số 1 là một dề 200.000. Cái bụi kiếm Tiên Vũ thì củ nó rất là to nhé. Lá thì nó cũng to. Bản lá thì hôm nay là đa số là bản lá to từ 4cm trở lên hết này, 4cm trở lên hết nha mọi người. Mọi người có thể thấy cái tay em cầm này đó, thì có thể thấy là cái bản lá nó rộng và to như cỡ nào. Đấy. Hình số 1 đây, mới lái về cho nên cũng rất là xanh. Em nói thật ra là nó về lúc buổi trưa đó, nó ướt mẹp à, chứ không phải là khô như giờ. Đợi tới bây giờ nó khô thì em mới quay. Số 2 á là 2 dề 200.000 nha mọi người. Đã có một cái dề mà nó bị cái gì đốm đen đây nè. Đó, nhưng mảng lá cũng rất là to này, đó. Đa số là to hết, còn cái dề này thì lá nó sần nha mọi người. Đó. Có cái thể loại lá sần nữa. Cũng là một cái thể loại lá mà người ta rất là chuộng đó. Bóng mà sần thì hai dề này 200 nhé. Nhưng mà là cái lá của cái này nó đốm đen, nó không đẹp lắm đâu. Lá thì dập ở te rất là nhiều, em đã cắt lựa rất là nhiều rồi đó. Rồi hình số 3 mà loại kiếm thì là được cái là kiếm là một cái loại lan rất là dễ thuần và có sức sống rất là bền bỉ. Ta chỉ cần cái củ nó to và khỏe như thế này thì mình sẽ dưỡng ra được một cái mầm tơ, chứ nó không có chết đâu nha mọi người. Hình số 3. Số 3 thì một cái dề to 300.000. Đây, em cho mọi người xem bản lá của nó to như thế nào nhé. Đó. Đây. Đấy. Trẻ này. Đầu lá trẻ này. Tiên Vũ vùng Gia Lai. Từ đầu năm 2020 tới giờ là bây giờ em mới có một cái đợt kiếm Tiên Vũ này. Đấy. Hàng thì kiếm bây giờ là
rất là đắt và khan hiếm đó, không phải là nói nữa đâu. Dề số 3 300.000 nhé. Đấy, mẫu dề ra rất là to. Hình số 4 cũng 300.000. Đấy, hình số 4 thì nó đi theo một cái dáng rất là lạ. Ở đây thì nó ốp vào trong cái gốc cây này. Còn ở phía trên đây thì nó đang có một cái mục to rất đẹp này. Bản lá này chắc cũng phải tầm 6 cm đó. Đó. Cực kỳ to luôn mọi người ạ. Rất đẹp. Lá mà được nếu mà không gãy dập thì phải nói là mê ly luôn. Nhưng mà tiếc cái là người ta lấy nó hơi khó khăn cho nên nó đi dập và gãy là đa số nha mọi người. Đó. Lá rất đẹp. To đến hơn 5 cm. Đấy, người thể thấy này. To cực luôn. Số 4 nhé. 300.000. Đó. Dề rất to. Rồi số 5. Đấy, một dề khủng nhé. Số 5 là một dề khủng này. Mọi người nhìn thấy á, nó xòe. Và cái dề này cũng khá là nặng này. Đó. Củ rất to nhé. Và bản lá cũng rất to. Nó lá của nó cũng ngắn hơn so với những cái dề khác nữa. Đó. Đó, mọi người thấy này. Cực kỳ to nhé mọi người. Lá rất là to. Nhìn rất là mê. Đấy, cái lá này cũng tầm 6 cm này. Không có cái thước đo chứ đo là nằm cỡ có khi còn hơn 6 cm nữa. Nhìn thấy nó mê quá mà. Đây. Ba đốt ngón tay của em. Mỗi một đốt thì là hơn 1 cm rồi. Gần 3 đốt ngón tay này chứ. Đó. Tầm 5 cm. Lá rất to và đẹp nhé. Cái bụi số 5 này 600.000 nhé. To và nặng. Đây. Nhìn thấy nó nhỏ. Cái chỗ đây nó nhỏ vậy thôi. Nhưng mà ở phía này này, đây, mọi người nhìn ở phía bên này này. Rất là nhiều. Đó. Nó rộng khoảng 30 cm. Cái góc này từ bên đây qua đằng đây này. Đó. Cái hình số 5 600.000 nha mọi người. Hình số 7 200.000 một dề. Đó. Đấy, lá to này. Lá tiên vũ đợt này là lá cực kỳ to luôn á. Hiếm có cái đợt nào mà toàn là lá to như thế này thôi. Hình số 7 200.000 nhé. Một dề. Viên gạch của cái sân nhà em là 40 cm. Thì nó nằm trong khoảng ở đây 60 cái lá của nó 60-50 cm chiều dài á. Rồi hình số 8 này 250 nè, một dề này. Dề này khá là to nhưng mà nó có một cái lá này nè, nó bị gì nó đen á, chứ không phải là nó nũng đâu nha mọi người. Nó cứng, nó rất là cứng và khô. Đó. Đây, đằng lá cũng khá là rộng và to này. Cái dề này thì hình như là nó mọc ngoài nắng, nó ăn nắng nhiều á. Cho nên cái sắc lá của nó hơi ngả vàng so với những cái dề khác. Đó. Nhưng mà không phải là úa đâu nha mọi người. Cái màu vàng tự nhiên của nó vì nó ăn nắng như vậy thôi. Hình số 8 là 250 nhé. Hình số 9 là 150 này. 150 được là 1, 2, 3, 4 tép. Đấy. Đấy, có một cái tép rất là to này. Lá to cực luôn. Nhìn thấy những cái dề mà lá to như thế này rất là thích này. Đó. Nhưng mà tiếc cái là nó bị tét lá nha mọi người. Đó. Nên mọi người rất là nên thông cảm cho những người đi lái lan. Vì họ phải thậm chí là phải liều cả cái tính mạng của mình để đi lái lan đó. Chứ không phải chuyện đơn giản để có một cái những cái cây lan như thế này cho mình trồng đâu. Đó. Nhiều cái thớ cây nó cũng rất là khó. Họ phải ném xuống chứ không thể nào mang xuống được. Nó nghiêng qua bên bờ suối nên là họ không thể mang ra. Đó. Bên này 150 nhé mọi người. Đó. Hình số 10 cũng 150 đấy ạ. À. Hình số 10 thì lá nó hơi dài. Nó dài hơn một tí. Và
Có, nó có cái dạng kiểu như là sần lá nha mọi người, lá dài nhưng mà sần lá đây, so le rất là sâu này. Cái đây là chuẩn tiên vũ này, nhưng một số lá nó gãy thì em cắt luôn này. Lá nó rất xanh và củ to nhé. Đó, phần số 10. Phần số 11 là 200 này. Đó, một bụi củ to cực luôn mọi người ạ. À. Đây bảng lá cũng rất to này, giá 5 cm nhé. Rất là to luôn. Đấy. Mà lá dài. Cái này là lá dài này. Lá dài 80 cm đó. Và củ to và xanh nhé. Xanh rất là xanh. Rồi hình số 12, 150 này. 150. Một dề. Đó. Lá cũng láng và xanh nhé mọi người. Đây, đằng lá của nó đây. 4 cm. Cái này là 4 cm này, gần 5 cm này. Rồi, hình số 13 cũng 150, một dề. Đó, mọi người thấy không? Cái củ nó này, đó. Củ nó rất là to nhé. Đó. Và cái này cũng dạng lá dài nha mọi người. Đó. Đằng lá cũng rất là to. To 5 cm này, đó. Có sần lá nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp. Rồi, hình số 13. Hôm nay em có 13 hình kiếm tiên vũ như vậy nhé. Rồi em sẽ quay sang những loại lan khác. Ở đây là dáng hương tam bảo sắc nè mọi người. Hôm nay là có được một hình như thế này thôi. 150 nhé. Có những cái ngọn lá xếp nữa nha mọi người. Đó. Đây là xếp đây này. Đây là những ngọn lá xếp này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16 ngọn. Đấy, nó có những cái ngọn lá xếp này rất đẹp này. Rồi, đây thì em có mấy hình báo hỷ. Báo hỷ là cây thân to lắm mọi người và nó đang có nụ nhé. Bây giờ nó có mùa hoa là nó đang có nụ này, đang có mầm mầm hoa đó. Mỗi hình thì em bán 100 nghìn. Hình số 1 thì được hai dề to như thế này nhé. Đấy, hình số 1 này. Hai dề đây. Rồi hình số 2 thì được 3 dề. Lá thì một số lá nó bị vàng và nó rụng lá nha mọi người. Đó. Vì cái mùa này là mùa hoa cho nên nó sẽ rụng lá. Còn đây là mầm tơ của nó đây. 3 dề này là 100 này. Hình số 3 là 2 dề nhé. 2 dề khá dài và đẹp và to này. Cũng 100 nhé. Đó, 2 dề đây. Rồi hình số 4 ạ. Hình số 4 là được 2 dề. À, 3 dề chứ. Hình số 4 được 3 dề. Dề này có hai mầm tơ đang lên rất đẹp nhé. Đó. Hình số 5 một dề to đẹp, có 3 thân có lá, 4 thân có lá. Đấy, hình này cũng hình như là cũng đang có cái mầm hoa đang nhú này, em xem thử là nó ở chỗ nào ra đây. Đây, đấy. Đây là mầm hoa đang nhú ra này. Đó. Hai mầm luôn nhé. Bên này một mầm nữa. Đó. Ở bên đây có một mầm. Rồi bên này một mầm là hai mầm. Đó. Bên cây này thì có không nào? À cây này cũng có đấy mọi người. Đó. Bây giờ nó đang rất có rất nhiều là mầm hoa. Chỗ này này, đó, chúng mình cũng lên này. Những cái thân nó có hoa rồi thì nó cũng có khả năng có hoa tiếp nữa này mọi người ạ. À. Hay lắm. À, số 5 này. À, 100 nhá. Một dề to. Rồi ở bên này thì em có một cái combo, combo này thì có mật khẩu, mật khẩu này. Ủa cái này là không phải mật khẩu mà cái này là phượng vĩ của mình nhưng mà nó gãy từng khúc rồi. Mày không xem kỹ nữa. Phượng vĩ mà nó gãy khúc mất thôi kệ bỏ vô. Cái này là phi quên. Cái này là gọi là tiểu hồ điệp rừng. Đấy, có vài cây như vậy. Hồ điệp rừng này. Rồi ở đây thì là một cái loại lan thanh lộng thanh đạm này. Đó. Lộng thanh đạm này. Một dề này. Và ở đây là có ít ngọn hàm lăng cứng nha mọi người, hàm lăng cứng á. Hoa nó cũng rất là đặc biệt. Đó. Màu thành từng chùm ở theo dọc theo thân luôn. Đấy, dọc theo cái thân nó sẽ ra từng chùm hoa. Đây này mọi người ạ. À. Rồi ở đây em có ít hương vani. Đó, hương vani nữa nhé. Có một vài dề hương vani. Ở bên này là có một vài dề đại bạch hạc, một ít củ
ba củ hạt đỉnh vàng và một ít củ bạch diệp. Thì cái combo này là 150 nha mọi người. Đó, combo 150 ạ. Rồi em có ba khúc nguyên bản thập hoa. Đối với những khúc nguyên bản này, mọi người có thể về bỏ vào chậu và thêm một ít vỏ thông và tưới nước thì nó sẽ phát triển bình thường nhé. Đấy. Và chúng ta không 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 khỏi mất công phải 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 chăm nhiều. Đấy. Vì nó đã có sẵn cái khúc cây cho mình và nó đang phát triển, nó không có bị mất sức nhiều. Đấy. Thì ba cái khúc này là em bán với giá là 200 nhé mọi người. Đó, ba khúc nguyên bản này. Ba khúc nguyên bản thập hoa. Đó. 200.000. Rồi. Hôm nay thì em có những cái loại như vậy. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh của em ạ. Em xin kết thúc video tại đây nhé.